vẻ như là Vega là lựa chọn đang cực kỳ được ưu tiên, không chỉ nằm ở khu vực đứng giữa nha. Đúng rồi, đứng dưới. Xếp hạng đơn đang đánh Vega đứng dưới rất nhiều, và ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một con Vega nằm trong tay của Caris ở khu vực đứng giữa để đối đầu với Silas trong tay của Closer, đối hình với ba con tướng tay ngắn đến từ Lissabon để có thể phối hợp cùng với lại Senzoni trong tay của Willer. Lượng hiệu ứng họ tạo ra ở tầm xa với Bolabang, với sợi xích tội lỗi, với đại băng tiễn như tôi nói là cực kỳ khủng khiếp. Và tôi thấy rằng là Caris ván này đang nên cầm cho mình sách phép, và Hena thì nên cầm thanh tẩy, chứ nếu không thì ván này sẽ hai carry của Brion sẽ rất khó để có thể chơi game. Đồng ý, đồ tanh với Vega thì cũng là một cái meta mà chúng ta thấy ở trong giai đoạn trước, và để xem là ván đấu này thì Caris có lên đồ theo kiểu đó hay không, hay anh ta sẽ tiếp tục đúc sát thương giống như cái cách mà những người chơi ở thời đại của CK thường xuyên sử dụng với Vega, một chất đội hình có khả năng giao tranh rất mạnh và có một khả năng kiểm soát giao tranh tầm xa tốt đến từ bên phía của Lissabon, đối đầu với một chất đội hình có khả năng giao tranh ở giai đoạn sau đến từ các thành viên bên phía của Brion, với Vega tích tụ sức mạnh của Caris ở khu vực đứng giữa. Và chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên trong cặp trận BO3 giữa Lissabon và Brion trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2023 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt, và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe cho kênh phát sóng của chúng tôi trên nền tảng YouTube cũng như các nền tảng khác như GG Live và cả Facebook nữa. Big Way bằng trụ rồi, đây sẽ là một Big Way đẩy vào, ui gần 3 thân lính đẩy vào mặt phương này mà Hena nằm xuống, anh ta mất lính dịch chuyển bắt buộc phải được sử dụng đến từ vị trí của Caris, nhưng Hena sống với tình huống dịch chuyển đến từ Caris, nhưng mà kéo theo Caris cùng thọt à, di chuyển xuống luôn đến từ vị trí của Closer, và vẫn sẽ là lời dành cho Lissabon mà thôi, họ câu được một cái dịch chuyển rất quan trọng đến từ đứng giữa của đối phương. Chính xác là như vậy, vẫn liên tục là những tình huống trao đổi lời từ Lissabon. Cái này là gì? Này là câu rất là quyết tâm đến từ bên phía của Brion, nhưng mà sau khi mà tất cả những tài nguyên của hai bên được sử dụng thì không có lời dành cho họ, khi mà bây giờ họ mất thêm cái dịch chuyển của Caris, người đã phải bấm B về và chạy ra khu vực đường giữa. Cũng may cho anh ta là thực ra con Silas thì không phải là con tướng nó đẩy căng quá, cho nên là đợt lính đó và tài nguyên của Closer đẩy chưa kịp vào trụ, cho nên là đợt lính vẫn ông phải tiếp tục farm được con thôi. Sau sau Amti không tốc biến đi đâu này, sau cúng hai bùa trong Budon pha này thì là rất nặng nha, làm choáng thành công, nhưng mạng dành cho Budon là chắc kèo rồi. Thần khí Noto vô thức thứ ba, và đó là hai bùa dưới chân của Budon cùng chiến công đầu. Nào Closer, u thậm chí anh ta trốn bắt trước mặt đối phương, và đó là solo kill dành cho Closer trước khi mà anh ta phải lấy bảng điểm số 1-1. Nhưng rõ ràng đó là một tình huống mà thể hiện được rằng là Closer đang rất tự tin con Silas. Tôi nghĩ pha đó thì không tệ, mặc dù vậy thì bên phía Closer cũng đã phải đổi cái tốc biến trong pha đó, nhưng mà anh ta sẽ lấy được thế, và thế lính này thế lính rất là đẹp. Tại vì Caris không có dịch chuyển, và ngay lập tức Wheeler có mặt để đẩy đợt lính này vào trụ, thì cái bất mát mà bên phía của Caris phải chịu nó sẽ nhiều hơn. Anh ta muốn đẩy nhanh, và tôi hiểu đẩy nhanh để reset way dành cho Closer. Còn đây là pro view với tình huống solo kill đến từ giữa bên phía của Lý Sabok, pha mà anh ta rất quyết đoán, và đúng như anh Lu nói, hạ gục Vega để hạn chế cái khả năng farm và tích lũy sức mạnh càng nhiều càng tốt. Đấy là những gì mà Closer muốn với pha đầu tư tốc biến vừa rồi. Còn cánh dưới này thì khỏi phải bàn, rõ ràng rồi, 43 chỉ số lính so với lại 27 đến từ Hena, mặc dù hồi lại cho mình thanh tẩy và tốc biến rồi. Thực ra về mặt nhìn nhận về màn trình diễn của MT thì anh ta đánh, tôi nghĩ rằng đánh đúng theo yêu cầu của vị tướng, tức là phải làm nhiều thứ trong khoảng thời gian ban đầu. Tại vì cái hạn sử dụng của Lee Sin thì nó cũng tương đối là ngắn, đặc biệt là ở LCK bạn không phải lúc nào cũng hy vọng vào chuyện là bạn sẽ có những pha nổ lông cước đá được đối phương về giai đoạn sau, với sự cẩn trọng đến từ tất cả những người chơi, cho nên anh ta muốn làm nhiều thứ trong khoảng thời gian ban đầu này. Nhưng rất tiếc là độ hiệu quả trong những tình huống cố gắng tạo đột biến của MT cho tới thời điểm hiện tại gần như là không có, và nếu như không nói là tác dụng ngược, khi mà anh ta đã khiến cho đường dưới và đường trên của mình đều mất đi lợi thế từ khá là sớm. Dù gì thì chúng ta cũng có một cái tín hiệu vui đầu tiên, tôi nghĩ là như vậy, từ bên phía Brion với con rồng nguyên tố. Đó là một con rồng nước, rồng thứ hai rồng lửa, vì có một cái nguy cơ là sẽ có cái bản đồ rồng gió ở trong ván đấu này. Số lượng giáp trụ mất ở khu vực đường dưới nó cũng đã tương đối nhiều. Đúng, việc thả sứ giả cánh dưới có thể giúp cho bên phía của Lissabon hướng về chuyện là giải phóng sớm lượng tiền cũng như là sức mạnh của Envy ra khu vực đường giữa. Nhưng họ thấy rằng là con Vega này thực ra phòng ngự cũng rất là khó chịu, nên sứ giả được đầu tư, họ tự tin rằng họ có thể ăn hai sứ giả. Hai sứ giả sẽ giúp cho bên phía của Lissabon lấy được trụ một đường giữa, và họ đẩy trước một con sứ giả vào cái trụ một đường giữa cho Closer với lại Wheeler, và bây giờ thì lùi về có khoảng trống để họ có thể bắt đầu di chuyển xuống khu vực cánh dưới. Đây là pha di chuyển nó cũng khá là cơ bản đến từ bên phía của Lissabon, và họ sẽ hy vọng rằng nếu như đối phương không làm tốt trong pha phòng ngự này, đứng chặn MT lại nhưng không bắt được.
Khó nha, Hena pha này gặp nguy hiểm. Đại Băng Tiến tung ra nó nhắm vào vị trí của Rashford. Có luôn tên xuyên phá trông vào tình huống chiều cuối trước đó. Các trên đang làm tình huống tay đôi đến từ Budon và Morgan, nhưng hai cú quy hụt liên tục đến từ vị trí của Budon và anh ta bị solo kill bởi Morgan trong pha thi đấu vừa rồi. Budon có ý định phạm thượng và ngay lập tức bị trừng trị thích đáng khi có ý định solo kill Morgan, và cái giá phải trả như rất nhiều những nạn nhân khác trước đó là cơ hội để có thể gánh team dành cho đường trên của bên phía Brion. Chúng ta hãy đừng nói rằng Budon quy hụt, mà hãy nói rằng Morgan né ghê. Thực sự thì liệu con đây có phải là một tình huống đổi điều kiện thắng đến từ Brion hay không, khi mà họ đang có một con Uina lách hai quy kìa. Nhảy nó còn ác hơn nữa. Như vậy là Lipsenbock họ muốn ăn cả hai. Họ để một người ăn con sứ giả, sau đó họ dùng toàn bộ đội hình, thậm chí là Budon đi bộ xuống dưới để áp lực con rồng. Chưa phải là ăn, tại vì họ cần phải rừng, có rừng đã. Nhưng mà ít nhất là họ ngăn chặn không cho bên phía của Brion ăn. Và giờ đây thì sứ giả mà thả là mất trụ thôi. Nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng chắc là chuẩn bị là đại băng tiễn. Đây rồi, CC, người bất tỉnh mang tên Umti. Đó. Ba cái chiêu cuối ở đâu. Và Umti lên bảng điểm số lần thứ hai. Ván này không trách anh ta được, bởi vì khả năng trọng yếu uống quá gắt đến từ bên phía của Lipsenbock. Thậm chí tấn công tiếp theo với chỗ bắn phát thành công đến từ vị trí của Closer, dẫn sứ giả húc vào một phát trụ thứ hai. Đó sẽ là những gì mà Closer cùng với đồng đội mong muốn ở trong tình huống này, và họ sẽ thực hiện được. Ok, con sứ giả bị lag, nhưng không, sứ giả vẫn sẽ thực hiện được cú húc thứ hai của mình trong pha này mà thôi. Tôi nghĩ rằng không biết là Brion chắc là chuẩn bị phải gọi Morgan núi rồi, chứ cái này mà tầm 5 phút nữa là nhiều khi đã đi hết cái cánh dưới. Ôi sao? Morgan từ trên núi xuống thấy tan hoang cửa nhà. Nhưng mà tại vì anh ta cũng chưa thể nào bỏ đi được. Ai, bắt đầu muốn solo kill. Lại khô máu về phía sau. Sắp có na khổng lồ. Rất sát, nhiều sát thương đến từ bên phía của Budon. Nhưng đã có na khổng lồ. Vẫn bị hất. Làm chóa không thành công. Morgan vẫn còn tốt biến nha. Budon thấy không ăn được. Budon phải chạy. Hơi khó bởi vì lượng chống chịu của Sate sẽ bị giảm, và nếu như anh ta dính chiêu cuối na khổng lồ của Morgan, một người còn tốc biến để sẵn sàng outplay những tình huống thần khí Nautofo của Sate, thì có thể sẽ là gặp nguy hiểm người trở lại đến từ Budon, và đây sẽ vẫn là trụ bột cánh trên dành cho Morgan. Ông Hena cũng sẽ gọi là bắn pháo bông để ủy lạo tinh thần của Morgan vào cân năm. Đội quân cổ vũ à? Biệt đội cổ vũ Brion với lại người gánh team. Đây sẽ là tình huống kiểm soát dòng đến từ các thành viên bên phía Lipsenbock. Dòng gió thì họ cũng sẽ kiểm soát, một đà băng tiến được ném tốt. Góc này có cú đá cờ đến từ vị trí qua, thì họ đang dồn sát thương. Closer lại lấy chiêu cuối của Morgan, nhưng đó là tình huống hạ sát thành công đến từ Vega trong tay của Karis. Na khổng lồ đến từ Morgan trong tình huống này. Chiêu cuối thẳng Wimler vào tường, ném đá thì không trúng. Góc này thì Amti gặp nguy hiểm và Amti lên bảng điểm số với tình huống mà không hiểu kiểu gì anh ta lại tốc biến cố gắng dứt điểm đối phương khi sát thương là chưa đủ. Morgan đang ở na khổng lồ, nhưng có vẻ như tài nguyên mà Brion họ đầu tư trong pha vừa rồi đã là quá nhiều rồi, và họ sẽ cần phải rút lui về với một pha một đổi một. Nhưng áp lực ở trong tình huống này với việc ra rồng sẽ thuộc về Lipsenbock. Đúng vậy, và khi mà bên phía của Brion họ mất đi cái trừng phạt của Umti thì làm sao mà cạnh tranh mục tiêu được. Cũng may đó là rồng gió cho anh thôi. Thực ra thì rồng gió nó sẽ là một cái món quà tặng kèm, không có nhiều ý nghĩa lắm dành cho bên phía của Lipsenbock. Pha giao tranh vừa rồi thì cái vị trí đứng của Morgan khá là đẹp với con na khổng lồ, nhưng bởi vì đối phương rất là dễ biết được cái sức mạnh của anh ta. Vẫn là tốc độ farm cố gắng bám đuổi về mặt thời gian của Morgan, nhưng ngay lập tức đã có một cái lời mời gọi giao tranh từ bên phía của Lipsenbock. Morgan có dịch chuyển, và tôi nghĩ là họ đang muốn câu cái dịch chuyển này để hạn chế khả năng đẩy lẻ của Morgan. Morgan vẫn đang cố gắng giải quyết nốt được lính ở gần trụ hai của mình. Baron không còn nhiều máu nữa nha. Morgan dịch chuyển pha này chắc không kịp, đại băng tiễn được đẩy ra và nó lấy đi cái thanh tẩy Huyền Nam một lần nữa, và có cơ sở để Umti có thể cướp. Morgan đang xuống với một lượng nổ khá là đẹp. Và đây là cơ hội lật cờ. Morgan đang tiến vào thẳng hang Baron. Anh ta làm choáng được một người, liên tục dùng sát thương vào nhưng bị hất vào tường với chính chiêu cuối của mình. Và Morgan bị kẹt trong đó, anh ta gục ngã sau khi mà Umti đi trước. Và Hena lao vào bắn trong tuyệt vọng quá thiếu sát thương. Anh ta bị bắt lại bằng E2 của đối phương và nằm xuống luôn. Triple kill cho Closer. Mọi niềm hy vọng của Brion chấm dứt rồi. 3 điểm hạ gục cộng kèm thêm Baron dành cho các thành viên bên phía của Lipsenbock. Và thậm chí họ đang muốn tận diệt các thành viên của Brion khi đuổi Karis ra khỏi phần rừng của chính mình, và Karis sẽ phải đi một cái đường vòng rất xa để quay trở lại đường giữa phòng ngự. Amti đã có một góc vòng sau mà để xem anh ta vòng đến đâu. Ở trong tình huống này thanh trừng được xây đến từ Closer, thậm chí là lấy nửa cây máu. Đại Bạc Tiến tung ra luôn, mất quá nhiều máu đến từ Hena trước giao tranh của tình huống này. Là pha đi vòng đến từ Amti đang dính chiêu cuối của Envy. Envy có thể lên bảng điểm số sau khi anh ta dính cú đá nhấn luôn chiêu cuối đến từ Karis để hạ sát thành công xạ thủ đối phương. Nhưng Amti sẽ phải trả giá phản công đến từ các thành viên bên phía của Lipsenbock. Những lượng tài nguyên mà họ đầu tư trong pha vừa rồi đã là khá nhiều, họ chỉ còn đúng một chiêu cuối đến từ Sante và không thể tiếp tục giao tranh. Tạm coi là thành công, ít nhất là với việc đổi người gần như phế nhất. Ui, Morgan quay. Na khổng lồ được không? Không kịp. Đã bị dính một loạt những kỹ năng, và lúc này Closer rất là xanh rồi sau cú triple kill hang Baron. Và đang tính nói là trao đổi này nó cũng không tệ dành cho Brion, bởi vì Umti gần như là phế nhất bên phía họ. Đổi Umti lấy xạ thủ đối phương là rất là ngon, mà sau đó thì Morgan bị giữ chân lại
ở dạng Nathini và hai cửa vẫn là con Baron quá thành công của Lissabon. 5k2 tiền với bộ loại Baron. Umti thì đang cố gắng gỡ gạc bằng pha ăn rồng gió, tại anh ta biết rằng mình đến ở nhà cũng không có giá trị gì cả, thôi ăn rồng gió nhiều tác dụng hơn. Thực ra thì tôi không hiểu bạn dùng gió làm gì nữa. Thôi thì ở nhà nếu đối phương chặt vào thì dùng cái chiêu cuối để đẩy đối phương ra, nhưng góc này thì ăn hai chiêu cuối đến từ vị trí của Karis và anh ta mất ngay lập tức cho mình gần nửa cây. Góc này không thì Closer một mình đẩy lẻ. Anti thì thôi thì bỏ nhà ra đi vậy. Anh ta thậm chí là có nghĩa là anh ta quá là bi quan ở trong cái bản đồ này rồi, nhưng không còn bất cứ hy vọng gì nữa. À không, lại một tình huống vòng sau đến từ vị trí của Anti. Và để xem pha này thì Closer đang khá thấp máu nha. Na khổng lồ đến từ Morgan, góc vòng sau tốt đến từ Amti. Anh ta có cú đá và con Sante chống chịu đối phương, ui thẳng Morgan về vị trí tấn công được đến từ các thành viên bên phía của Lissabon. Và Morgan chuyển ra, anh ta có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Anh ta ăn quý ba đến từ Sante bị đóng băng lại và chuẩn bị lấy bảng điểm số, tốc biến bỏ chạy đến từ Morgan. Trong khi đó thì ở nhà chính đây sẽ là chiến thắng dành cho Lissabon ở thời điểm phút thứ 30 mà thôi. E2 hơi thiếu tầm một tí của Closer nhưng vẫn sẽ có thắng lợi cuối cùng dành cho Lissabon. Pha cuối đó, 5 phút cuối pha xử lý của Umti và bên phía của Brion. Chúng ta xem pha này đã, họ đang cố gắng có thêm điểm ra gục. Morgan đánh liên tục gây sát thương, có cả laser tới từ nhà chính nữa và ta hất như bị ông lay rồi và nhà chính đã nổ. Những cái pha xử lý cuối cùng, Umti chạy đi ăn rồng xong sau đó ta về, ta đá con Sante về. Con tướng thứ nhất, con tướng chống chịu, thứ hai là nó vẫn có khô máu để bay ngược ra từ góc đó. Nó thể hiện cái sự bế tắc của bên phía Brion ở trong việc giải quyết cái bán đấu này. Đội hình có thể gọi là kiểm soát giao tranh và di chuyển đội hình roaming đến từ Nautilus của KL, và thêm vào đó nữa họ bổ sung bằng một cái mặt đất dậy sóng đến từ một con Talia của Closer. Với cả đấu Talia và Vega thì rõ ràng là Talia sẽ có được ưu thế để đường hơn, và cái kiểu chơi của Closer sẽ là để đường và di chuyển liên tục để hỗ trợ hai cánh và đặc biệt là xuống cánh dưới với điều kiện thắng vào Aphelios của Envy một cách rất là trực quan. Còn với Brion ở ván này thì có vẻ như là thôi thì nếu như họ không đánh được bằng Lucian và Nami thì họ vẫn sẽ có một cái giải pháp thứ hai, tức là con Sante của Morgan ở ván này có khả năng gánh lực hơn so với lại con Na ở ván đấu trước. Và để xem bán tiền anh ta sẽ kiểm soát và anh ta sẽ ganh như thế nào ở trong giai đoạn đầu để hỗ trợ cho một trong hai điều kiện thắng này đến từ Brion. Còn với bên kia thì nó sẽ là xoay quanh Aphelios và cần dồn tài nguyên cũng như tổ chức những cái tình huống tấn công từ sớm với combo Talia và Lee Sin đến từ các thành viên bên phía của Lissabon. Một ván đấu mà thực ra thì cái tinh thần của Brion thì nó, tôi nghĩ là họ cũng không cần phải gò bó làm gì cả, họ cứ đánh thoải mái thôi, bởi vì ở thời hiện tại thì cũng không còn bất cứ mục tiêu gì cả. Lissabon cũng tương tự là như vậy, thì cái vị trí thứ 5 và thứ 6 thì nó cũng không khác biệt nhau lắm. Và để xem ván này thì có sự thay đổi gì và khởi sắc gì đến từ Brion hay không sau một cái giai đoạn cấm chọn mà họ vẫn giữ nguyên cánh dưới và đổi một chút ở cánh trên ở vị trí của Morgan cũng như là Amti mà thôi. Ván đấu thứ hai trong cặp trận giữa Brion và Lissabon được diễn ra trong khuôn khổ LCT mùa xuân năm 2023 trên kênh sóng của LCT tiếng Việt. Và rất mong các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe cho kênh phát sóng cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Bosport. Lại một pha di chuyển cấp 1 nữa, lần này từ bên phía của Brion. Và với máy quét họ phát hiện ra một con mắt cấm phòng ngự từ bên phía của Lissabon. Như vậy là họ sẽ biết được rằng đối phương sẽ thiếu mắt ở khu vực đường dưới trong khoảng thời gian ban đầu. Đây có thể là một tiền đề để cho Brion tổ chức một pha tấn công. Tại vì con mắt cấm ở cái thời gian đó thì tất nhiên là bạn vẫn không biết là ai cấm, nhưng mà bạn có thể đoán được là đường dưới của đối phương cấm. Vị trí Vega, nhưng vừa rồi thì Amti quyết định là không tấn công, sóng âm né thành công đến từ vị trí của Amti và anh ta sẽ an toàn còn khóc. Đây là thủy ngục thành công đến từ vị trí của Airford, trước đó là pha bóc bỏ đèo đến từ vị trí của Kaya, có súng trọng trường từ Envy nhưng máu của anh ta đang khá thấp và sẽ cần phải lùi về đến từ bộ đôi bên phía của Lisbon. Họ không có hồi máu đến từ Envy nha. Trong khi đó thì Airford vừa phải đầu tư một cú hồi máu để anh ta đảm bảo lượng hồi phục dành cho đồng đội của mình. Hôm nay Heta có tình huống tốc biến hạ sát với chiến công đầu nhưng anh ta sẽ phải trả mạng ngược trở lại với điểm hòa cùng dành cho hỗ trợ bên phía của Lisbon. Là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là Heta hài lòng với đúng pha đổi mạng với xạ thủ của đối phương. Đó là pha xử lý tôi nghĩ là cũng có thể gọi là cần thiết, tại vì họ đang cần một cái gì đó đột biến khu vực đường dưới và xác định rằng đối phương cầm cho mình thanh tẩy không hồi máu, thì việc Odin đến từ Heta là chính xác. Việc anh ta có được chiến công đầu và sau đó thì cái mạng mà anh ta bỏ lại nằm trong tay của Kaen, nó cũng là một cái bước trao đổi nữa để khiến chúng ta xác định rằng đây là pha trao đổi lời từ bên phía của Brion. Mà nó cũng may á, nó sát thương đến từ phủ đầu để dứt điểm mà.
không sao cả, vẫn sẽ là một chút ưu thế nha, một chút ưu thế dành cho Bjorn khi điểm trên công đầu. Còn này thì có Q3 thành công đến từ vị trí của Morgan, nhưng nhảy vào nẹt liên tục tới từ Budon với tình huống quay tay làm choáng trước đó. Và ưu thế đang thuộc về Budon, anh ta có 6 chiếc tốc biến, có luôn chiêu cua đến từ Budon để ép tốc biến đến từ Morgan. Đây là một con sát tê tốc biến chứ không phải là tốc hành nha. Tôi nghĩ đây chắc là muốn tốc biến để ủi vai thành công. Mà Closer còn tốc biến, nhanh chóng sử dụng nó để thoát khỏi pha di chuyển của Karis. Tôi nghĩ là tốc biến để có thể ở giai đoạn sau bạn sẽ áp lực vào con Aphelios tốt hơn. Có thể là như vậy. Trọng trường được kích hoạt, không còn phép hỗ trợ nhưng mà đang có che. Che thì chết thuê thôi. Đó là điểm hạ gục rơi vào tay của Ken. Rất may mắn cho Brion là con Nautilus ăn hai mạng. Hai mạng dành cho Kaia với tình huống tấn công rất nhanh từ GL xuống cánh dưới. Mặc dù chắn sóng âm thành công nhưng rõ ràng lực chống chịu đến từ Konami ở cấp độ 4 như thế này nó sẽ là không đủ. Còn Kael có tốc biến và anh ta có thể di chuyển về được. Anh ta tốc biến quay lại chơi luôn à. Rất cục đến từ Kael. Đây sẽ là khoảng trống để Willer tiếp tục trùng sát thương. Anh ta có phát đu mắt và Heinan nằm xuống điểm hạ gục thứ 2, thứ 3 dành cho Lipsambok với tình huống xử lý vừa rồi của họ ở dưới bot. Nhưng vấn đề là bạn đánh một cái đội hình có Vega với Lucian thì tôi không biết là bạn sẽ vận hành nó như thế nào. Tại một bên thì muốn farm an toàn, một bên thì cần phải có những pha đột biến. Và họ chưa thể nào vận hành được cái combo này một cách thực sự tốt theo những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trong trận BO3 này. Thôi, không tốc biến đúng không? Thì đi thôi. Người nào cũng sẽ được nhường. Lấy cho SV đã muốn nhường đến từ Willer nhưng không được rồi, không nhường được rồi. Đu mắt theo và nộ lọc cước dứt điểm luôn tới từ Lee Sin trong tay của Willer với tình huống mà Frog không còn tốc biến để có thể lùi về nữa. Và Heina lại tiếp tục bất lính. Liên tục là những pha tấn công thành công của Willer, trong khi đó thì MT anh ta quyết định là sẽ trao đổi mục tiêu. Vẫn may mắn nha khi mà điểm hạ gục nó vẫn chưa được đẩy cho Envy. Nhưng mà không cần điểm hạ gục thì anh ta cũng đang dẫn trước rất là nhiều về mặt tài nguyên so với lại Heina rồi. Và đây sẽ là cái lớp giáp trụ đầu tiên cho bên phía của Lisbon ở khu đường dưới. Heina có tốc biến có thanh tẩy, nhưng mà anh ta có thể mất rất nhiều thứ trong phần này. Móc vào tường, sát thương trả ngược lại, Ken đang chạy, effort đã tới. Không đủ tốc độ để có thể giữ chân, móc vào tường bỏ chạy. Kaya rất triệt để với tình huống tấn công và ép máu của Heina nha. Lượng máu này Heina đây là lượng máu báo động với thiêu đốt vừa rồi được đầu tư luôn tới từ Kaya. Câu chuyện ở trong ván đấu này thì tôi nghĩ là nó sẽ thiên về chuyện là người đi rừng, tiếp tục là câu chuyện người đi rừng thi đấu hiệu quả hơn. Và Wheeler với con bài Lee Sin thì anh ta đang làm được nhiều thứ hơn so với lại con Bobby của MT. Anh ta lại có mặt và Morgan đang dùng tất cả mọi thứ nhưng mà anh ta bị đá ngược về, đi rồi. Nhảy văn nẹt dứt điểm đến từ Budon với điểm hạ gục đầu tiên ở ván đấu này dành cho vị trí đứng trên bên phía của Lipsambok. Một pha mà rõ ràng là Morgan có cả chiều cuối và tốc biến nhưng anh ta cũng sẽ không thể đào thoát được với từng đấy hiệu ứng cũng như từng đấy cái lượng sát thương đến từ bộ đội bên phía của Lipsambok. Khả năng là sau ván đấu thứ nhất thì cái sự tự tin của MT cũng đã giảm nhiều. Cái thứ hai là các đường của họ phối hợp với con Bobby này thực ra cũng không phải là quá tốt. Anh ta nãy giờ rất là muốn tấn công xung quanh khu vực đường giữa để kết hợp cái combo là ủi vai vào bẻ cong không gian. Nhưng mà bởi vì Closer thi đấu rất là tỉnh táo và họ không bị bất ngờ một lần nào cả, cho nên là con Bobby này nãy giờ nó hơi tàng hình một tí. Trong khi đó Wheeler tấn công liên tục. Thôi ui, ván trước bạn có điều kiện thắng Morgan thì ván này tôi shut down điều kiện thắng Morgan từ ngay giai đoạn đi đường. Đó là những gì mà Wheeler muốn nhắn nhủ với hai pha tấn công liên tục của anh ta lên cánh trên, ba pha tấn công liên tục của anh ta xuống cánh dưới và lấy rất nhiều tài nguyên của Bjorn, và hai tình huống di chuyển lên trên cho thấy được rằng là Willer đang là người thi rừng chơi tốt hơn ở ván này so với những gì mà MT làm được. Còn góc này thì Karis khả năng cao sẽ cần phải tốc biến với sát thương đầu ra đến từ Closer. Hai cú tốc biến được đầu tư đến từ cả hai người và quắc địa chấn tầm xa. Nó hơi đáng tiếc nhưng không sao cả, vẫn là phi thạch và đất bất ổn để có thể có được điểm solo kill dành cho đường giữa của Lipsambok. Thế xong rồi, móc Monel vừa rồi đã bị né. Hai tình huống bẻ cong không gian liên tục đến từ Karis không giúp cho anh ta lùi về được với sách phép thiêu đốt đến từ người chơi đứng giữa bên phía của Lipsambok. Và hãy nhìn cái cách còn câu dưới anh ta dùng chiêu. Karis tốc biến chậm trong pha này và anh ta bị solo kill. Ngay cái rìa của tấm thảm bất ổn à. Tôi tưởng pha đó là phải sống rồi chứ bây giờ đẩy tấm thảm bất ổn ra vẫn dính ngay cái rìa đó và Karis nằm. Bây giờ thì băng trụ. Đây. Cho tìm một cái đâu. Heina cũng được. Tình huống tấn công rất nhanh từ MT vào đây rồi. Điều mà Brion trông đợi đến từ người trên rừng của họ cuối cùng cũng đã có với tình huống tổ chức tấn công băng trụ 4 người. Và hạ sát Budon thành công với điểm hạ gục được nhường dành cho Heina. Và đây có thể sẽ là trụ một cánh trên luôn dành cho xạ thủ bên phía của Brion. Điểm sáng đầu tiên và nó cũng khá là tốt dành cho Brion với điều kích cực mà họ vừa có được ở cánh trên trong tình huống băng trụ vừa rồi của mình. Mà sẽ phải chú ý là lúc này một con Aphelios nó cũng khá là khỏe nha. 3 điểm hạ gục, tôi không biết là có bù đủ cái lượng tiền mà Heina cần phải cố gắng bám đuổi của Aphelios sẽ lên trang bị thứ hai là huyết kiếm này hay không.
họ vẫn đang di chuyển ra khu vực hang sứ giả. Họ muốn có một pha giao tranh, thực ra tài nguyên họ còn khá nhiều. Morgan đang có mặt ở đây, họ đang triển khai bánh mì kẹp thịt với Fox cánh trên, Morgan cánh dưới, nhưng mà không có sóng thần. Có mặt đất dậy sóng và tiến vào dứt điểm con sứ giả đó cho bên phía Blizzard, nhưng sau đó họ rút lui. Envy đang bắn rất tốt phía sau này, nhưng đồng đội của ta là Ken đã bị giữ chân lại và điểm vào cùng cho Karis. Wheeler đá về khá tốt nhưng không ai hứng cả. Karis vẫn có thể chạy được. Budon đang tràn tới, nhảy vào tấn công Morgan. Morgan gục ngã. Sau đó thì toàn bộ đội hình Wheeler đang phải chạy. Nhưng Wheeler có những pha sóng âm liên tục và cả phi thạch, cả tốc biến làm choáng cả quan địa chấn. Và đội hình của Wheeler tan vỡ hoàn toàn sau pha giao tranh mà họ mất đi tất cả mọi thứ từ sứ giả cho tới mạng. Ba mạng hạ gục dành cho các thành viên bên phía của Lưu Sambok với tình huống mà Lưu Sambok ăn luôn được con sứ giả khánh nước thứ hai của ván đấu này. Họ có được sứ giả, họ có được thêm một mục tiêu nữa và họ đang hướng tới mục tiêu tiếp theo trên bản đồ, đó là 2 phút 25 giây nữa. Con dòng nguyên tố quang điện chấn được nghe đến từ chiêu Karis, áp lực đến từ phi thạch của Closer là rất nhiều. Thậm chí Wheeler di chuyển xuống để sẵn sàng một tình huống mà tiến Karis lên bảng điểm số thêm một lần nữa. Ở ván này Anti có tốc biến ma thuật nhưng anh ta vẫn tốc biến ma thuật, dính luôn thì lôi tầm nhiệt, dính thêm một tình huống mà bị áp chế áp sát đến từ Budon. Tốc biến móc bò leo thành công đến từ Kael, sát thương tuyến ngoài đó đến từ vị trí của Envy với anh trăng dẫn lối là đủ để tiễn người trên đến rừng bên phía của Budon nằm xuống. Mặc dù trước đó Anti đã có một cú chiếu cuối tự giải vây cho mình một cách khá tốt, nỗ lực rất lớn đến từ Anti, nhưng mà bởi vì anh ta không có tốc biến và việc mà anh ta đứng gồng tốc biến ma thuật trước mặt một con Nautilus gần như là mục tiêu quá dễ dàng để cho anh phía Lisa Box đầu tư dứt điểm đến Anti. Thật ra mặc dù đã là lần mới chỉ là lần đầu tiên mà thôi, lại móc con eo trúng. Ui, nhiều sát thương quá, chịu hết nổi rồi. Morgan không đủ chống chịu để có thể vượt qua được lượt sát thương đến từ đội hình đối phương. Carry cứ hai món như thế này, quăng đi chân lại trúng. Ván này nhanh, sự rất khó khăn dành cho bên phía của Rion. Mặc dù tài nguyên ván này của từ đã móc bỏ neo thành công, có luôn thì lối tầm nhiệt nhắm thẳng Hena lấy nhẹ thanh tài đối phương. Ánh chắc dẫn lối nó không trúng, nó chứ trúng là giữ trọng trường giữ chân, là nhiều khi sóng âm vô ảnh cước vào Wheeler sẽ có được điểm hạ gục. Chặn tương ra luôn đến từ vị trí của Closer, và đây sẽ là trụ ba đứng chú hai đứng giữa dành cho bên phía của Lisa Box. Chênh lệch giữa hai đội tôi nghĩ là đã quá dư để chúng ta nói về một thắng lợi dành cho Lisa Box rồi. Đây đúng là một cái thắng lợi cực kỳ quan trọng. Giai đoạn này giai đoạn Lisa Box đang gặp rất là nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những cái ván thắng và những cái trận thắng để có thể lấy tinh thần. Móc vào tường những quăng địa chấn thì cực kỳ chất lượng, và phía sau này con Aphelios nó bị làm choáng nhưng nó chưa bị là bị làm choáng tiếp và không chạy được. Morgan là người đã bế được phía sau và dứt điểm thành công qua Aphelios của bên phía đối phương, nhưng vấn đề là mất nhiều tài nguyên quá và con Lee Sin vẫn đang muốn nhưng đã bị dứt điểm rồi. Hena comeback với những pha móc mỏ này vừa rồi, móc này không thành công nhưng Closer vẫn có sát thương. Quăng địa chấn lại trúng, Closer gánh được pha giao tranh, anh ta sẽ không bị làm choáng bởi bê công không gian di chuyển liên tục. Đã rất nỗ lực nhưng đó vẫn không phải là giao tranh thắng lợi cho Brion. Ba món trang bị cho con Lucian của Hena và có thể là một cái nhịp để họ có thể hy vọng giữ lại ván đấu này. Nếu như đối phương tiếp tục đánh một cách bất cẩn pha vừa rồi thì đó là Ken đã rất là tự tin, mà anh ta quên mất là cái trụ nó bị nổ nhưng mà cái phần tàn tích của cái trụ nó vẫn còn ở đó và anh ta móc vào tường liên tục những tình huống xử lý không tốt của Ken. Rồi vị trí đứng của Envy không tốt nữa, nhưng mà tới pha giao tranh tiếp theo thì câu chuyện không còn như vậy nữa. Umti có thể bị giữ chân lại, bẻ công không gian để giúp Umti chạy và ta cũng tung búa đẩy luôn được hai người về. Closer đang bị tấn công, bị làm choáng nhưng ta có một tình huống thoát về chung với lại Ken, sau đó quăng địa chấn lại trúng. Karis bị giữ lại, Wheeler có mặt ở đây. Ui, sóng âm găm vào và đó là anh trưng dừng lỗi chưa có sát thương dứt điểm bởi vì súng không đẹp lắm. Budon từ phía sau lao tới nhưng bị cô lập và nằm xuống. Lipsenbock đang liên tục qua những pha giao tranh không thuận lợi, nhưng tài nguyên đầu tư đến từ các thành viên bên phía Obi-Wan trong pha vừa rồi là tất cả những cú chiêu cuối của họ bắt buộc phải được đầu tư. Và bây giờ thì di chuyển đến Baron thì rất là nguy hiểm tại vì cái vùng đó nó tối quá và bên phía của Brion đang phải di chuyển chung với nhau. Mặc dù vậy thì họ vẫn đang cố gắng đứng ở gần thế lính ở hai cánh, chưa có gì bất lợi lắm nhưng mà còn một nhịp đó thôi nha. Một hai nhịp nữa thì Brion sẽ phải về phòng ngự ở hai đường cánh của mình và đó có thể là thời điểm mà bên phía của Lissabox, bởi vì họ đã biết rằng đối phương không còn những phép dịch chuyển nữa, thì lúc đó nếu như Morgan chạy xuống cánh dưới để phòng ngự thì Lissabox chắc chắn sẽ mở Baron. Còn bây giờ thì họ đang tìm cách để tạo đột biến bằng những cú quăng địa chấn thử xem có trúng hay không. Đây Morgan bị giữ chân lại, móc Manel đã thành công. Morgan đang bị tấn công và anh ta mất khá là nhiều máu với sát thương. Những âm ti không phải chiêu cuối tốt và Hena lại lên tiếng tìm kiếm một tiêu tiếp theo, nhưng Budon đã nhảy về phía sau súng. Đó là anh trăng nhận lỗi trúng một người mà thôi, nhưng Hena mất không nhiều máu lắm. Bây giờ tới lượt Brion áp lực vào khu vực hang Baron. Trong khi đó thì Brion tôi nghĩ rằng nếu như họ rush, họ cố gắng ăn nhanh Baron thì sẽ không kịp, tại vì họ không có đủ sát thương Baron, chỉ một mình Hena bắn thì không nổi. Vega không phải là con tướng tốt để bạn có thể ăn Baron, thì họ chỉ có thể Vega bị kéo về, anh ta có bẻ công không gian và tạm thời thoát đi được. Ánh trăng dẫn lối không phải là quá nhiều sát thương, móc Monel cũng không trúng. Sứ giả phán quyết được gồng xong sau đó đã buông để giữ lại nó.
Tôi nghĩ rằng Brion hoàn toàn có thể hài lòng với pha trao đổi này. Họ sẽ tiếp tục dẫn vào khu vực đường giữa, sau đó chạy thẳng về hang rồng. Người đang đứng góc trên để mở là Ken. Anh ta dùng máy quét luôn cho nó chắc chắn. Bức tường được dựng, nhưng mà lao ra đá ngược về phía sau để chắc chắn rằng không ai cạnh tranh. Đó là tình huống xử lý tốt của Wheeler. Móc Manel lại thành công. Phía sau này thì Hena vẫn đang bắn tốt. Những tình huống bẻ cong không gian liên tục cô lập được con Nautilus của Ken. Còn Budon làm choáng được ai? Là âm ti, không hiệu quả. Hena bắn tốt và Budon đi luôn. Triple kill, sau đó bắn double kill dành cho Hena. Và sau đó Baron đang mời gọi. Liên tục là những cái tình huống mà tôi không hiểu tại sao Liên họ cứ cố gắng mở khi đối phương làm con Vega có bẻ cong không gian. Đây tiếp tục là bẻ cong không gian ép tốc biến của Wheeler. Nhưng cái bức tường đặt ra đến từ Karis, những cái cú chiêu cuối khó chịu đến từ Amti đang khiến cho bên phía của Team Sabok họ bị chậm nhịp trong những cái pha mà mở giao tranh của mình. Kael nằm xuống lần thứ tư, và cũng là lần thứ tư nằm xuống đến từ Budon luôn. Nhưng Wheeler thì anh ta vẫn còn đó cho mình trừng phạt. Có một tình huống bẻ cong không gian rất khó chịu đến từ vị trí của Karis, và đó là Baron dành cho thành viên bên phía của Brion ở phút thứ 29. Khoảng thời gian câu kéo được xung quanh một những cái pha xử lý lỗi của Lisbon ở khu đường giữa đã đem lại cho họ cơ hội. Và giờ đây họ tiếp tục tiến vào với combo bẻ cong không gian. Tường được chặn, đang không có bẻ cong không gian, quăng địa chấn thành công, móc Manel thành công. Sát thương dứt điểm vẫn chưa có bởi Morgan khá là trâu, nhưng trâu mãi bắn thì cũng nằm. Sóng âm ra thành công nhưng vô ứng cước đã bị vô hiệu hóa bởi tình huống bẻ cong không gian. Vẫn là pha tràn lên đến team của Lisbon, nhưng Brion sẽ về được. Họ mất Morgan nhưng có được tình huống lùi về thành công. Và trụ hai đường giữa đến từ các thành viên bên phía của Lisbon cũng đã bị lấy đi ở trong pha đẩy vào với một loại Baron vừa rồi. Và trong chúng ta thấy được cái sự khó chịu đến từ con Vega trong tay của Karis. Nó không phải đến từ cái lượng sức mạnh phép thuật mà anh ta đang sở hữu, mà nó đến từ cái bẻ cong không gian. Budon góc này bị khép góc, anh ta sẽ nhảy qua tường được với tình huống cắm mắt. Nhưng góc di chuyển về đến từ Budon đang ở một khoảng cách rất xa, và Amti đang muốn di chuyển xuống để có thể đón đầu Budon trong pha này. Budon không dính pha ủi vai dính tường, nhưng ta bắt buộc phải tốc biến với lượng sát thương đầu ra đến từ vị trí của Hena, dứt tường ra để giúp cho Budon chắc chắn 100% rằng sẽ an toàn lùi về. Như vậy tài nguyên bị mất của cả hai bên cũng tương đối nhiều sau những lần đổi và đồ bẻ cong không gian thành công, và Closer đi luôn. Rất quan trọng, đây có thể là pha end game nếu như dứt điểm Lubudon, người không còn tốc biến nữa và dứt điểm được. Tôi nghĩ rằng họ không cần quá quan tâm về pha giao tranh tiếp theo vì có lợi thế về người, nhưng người bị móc bị giữ chân lại và sau đó vẫn đi bộ ra được, đó là con Karis. Con Vega này vẫn khá là khỏe, đã có được điểm hai cuộc sau khi dứt điểm Lubudon, nhưng đội hình của Brion cũng không còn nhiều tài nguyên nữa. Morgan bị tấn công, thủy ngục hụt, Hena không bắn được. Trong khi đó thì con Aphelos này bắt đầu phát huy tác dụng của mình, đang cầm súng thiên lý, tầm hoạt động mạnh, có cả CC, tốc biến dùng trọng trường giữ chân, móc Manel thành công và Hena nằm xuống. Cuộc lội ngược dòng của Brion đang bị đe dọa, và sau đó là Wheeler tốc biến làm chậm ba thành viên còn lại của đối phương để tạo khoảng trống cho Envy bắn, và Morgan gục ngã trước họng súng của đối phương. Cú double kill cho xạ thủ của Lipsenbock. Sau đó Wheeler vẫn đang giao tiến lên, thủy ngục đã không trúng, trọng trương được kích hoạt, triple kill, cú quát ra đang chờ đợi. Và với khẩu súng thiên lý này, bốn mạng liên tục dành cho Envy. Quét sạch dành cho các thành viên bên phía của Lipsenbock vừa rồi thì tôi tưởng rằng là Brion đã có được cho mình chiến thắng sau khi họ bắt lẻ được hai người. Nhưng họ lại di chuyển tách ra, ba người của Brion di chuyển chung, ăn móc mỏ nèo và ngay lập tức bốc hơi đến từ vị trí của Amti. Sau đó là Karis cũng đi theo luôn, và cả Hena cũng như Airford lên bảng đếm số cùng đồng đội của mình. Và đây sẽ là pha end game ngược trở lại đến từ các thành viên bên phía của Lisbon trong khoảng thời gian phút thứ 36. Hena còn khoảng 6 giây, nhưng mà anh ta liệu có thực ra làm gì được hay không đây? Tình huống sự giảm phản quyết tốt đến từ vị trí của Amti, nhưng đang đánh nhà đến từ Lisbon và họ tấn công thẳng vào nhà chính của đối phương. Hena bắn trong tuyệt vọng và anh ta sẽ lên bảng điểm số trước khi nhà chính của bên phía của Brion chiến thắng ở ván đấu thứ hai dành cho Lisbon.